Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube của Rodepan Vlog. Trước khi đến với bản tin ngày hôm nay, Rodepan Vlog hy vọng các bạn đề ra 1 giây để bấm subscribe đăng ký để ủng hộ Rodepan Vlog và nhấn chuông để nhận được thông báo video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Hoàng Văn Khánh. Hoàng Văn Khánh sinh ngày 5 tháng 4 năm 1995 là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Việt Nam ở vị trí trung vệ. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Hoàng Văn Khánh, ngày sinh mùng 5 tháng 4 năm 1995, nơi sinh Nghệ An, Việt Nam, chiều cao 1m80, vị trí trung vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ trẻ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2015 thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và sau đó cho xổ số Kiến Thiết Cần Thơ mượn trong năm 2015. Về đội tuyển quốc gia, năm 2013 đến năm 2014 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam và trong năm 2017 thi đấu cho đội U22 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thời gian gần đây, phong độ thi đấu của trung vệ Hoàng Văn Khánh bỗng dưng sa sút thảm hại. Nguyên nhân nào khiến cầu thủ quê Tân Kỳ không còn là chính mình thì chỉ có bản thân trung vệ này mới trả lời chính xác được. Sau quãng thời gian khoác áo của xổ số Kiến Thiết Cần Thơ theo dạng cho mượn, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đã được ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An gọi về để tham dự mùa giải. Ngay lập tức, Hoàng Văn Khánh giành được suất đá chính bên cạnh người đàn anh Quế Ngọc Hải. Với thể hình lý tưởng cao 1m80 cùng với lối chơi quyết liệt nhưng không kém phần thông minh, trung vệ sinh năm 1995 được kỳ vọng là Nguyễn Huy Hoàng đệ nhị ở sân Vinh. Từ phương án dự phòng cho hai người đàn anh là Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng, cầu thủ quê Tân Kỳ Nghệ An đã trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Tại V-League, Hoàng Văn Khánh thi đấu tổng cộng 22 trên 26 trận, tương đương 1.927 phút. Vâng, và tại V-League năm 2017, trung vệ mang số áo 5 thi đấu 24 trên 26 trận, tương đương 2.059 phút. Đây là những con số vô cùng ấn tượng với cầu thủ năm nay mới 23 tuổi. Nhờ phong độ ổn định của cặp trung vệ Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Sông Lam Nghệ An chính là một trong những đội bóng có bàn thua ít nhất tại V-League 2016 và V-League 2017 cùng 36 bàn. Đặc biệt, chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 của Sông Lam Nghệ An có công không nhỏ của Hoàng Văn Khánh. Với những màn trình diễn xuất sắc tại mùa giải 2017, trung vệ sinh năm 1995 được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 năm 2017. Tại giải đấu đó, Hoàng Văn Khánh được xem là quân bài trong tay áo của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trong hai trận đấu với đối thủ yếu là U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Trung vệ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An không có mặt trong đội hình xuất phát. Chỉ đến khi U22 Việt Nam đụng độ hai đối thủ cứng cựa là U22 Indonesia và U22 Thái Lan thì Hoàng Văn Khánh mới được ra sân ngay từ đầu. Chứng tỏ huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao về tài năng và tầm quan trọng của Hoàng Văn Khánh với U22 Việt Nam. Bước vào mùa giải năm nay, sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho Hoàng Văn Khánh là khá lớn. Khách quan mà nói, giai đoạn đầu, trung vệ mang áo số 5 là mắt xích chắc chắn nhất ở hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An, chứ không phải là Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng hay cầu thủ nào khác. Đáng tiếc, kể từ khi giải quốc nội thi đấu trở lại sau quãng nghỉ để nhường chỗ cho Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 18, Hoàng Văn Khánh không còn giữ được sự xuất sắc thường thấy. Trong thất bại của Sông Lam Nghệ An trước FC Thanh Hóa 04 ở trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 5 tháng 9, cầu thủ quê Tân Kỳ Nghệ An chính là người mắc nhiều sai lầm nhất. Pha trượt chân vô duyên của Hoàng Văn Khánh giúp Di Mario của FLC Thanh Hóa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 83 là dẫn chứng điển hình. Chẳng vậy mà 3 trên 4 trận đấu gần đây, hiếm khi Hoàng Văn Khánh được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù không dính phải án treo giò cũng như không bị chấn thương hành hạ, nhưng ở 2 trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 22 và Than Quảng Ninh vòng 23, trung vệ sinh năm 1995 vẫn không được ban huấn luyện viên của Sông Lam Nghệ An sử dụng một phút nào.
Tới trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng 24 và Sana Khánh Hòa vòng 25, Hoàng Văn Khánh mới trở lại đội hình xuất phát và không chứng tỏ được gì nhiều. Thậm chí, ở trận thắng 2-1 của Sông Lam Nghệ An trước Sana Khánh Hòa, cựu tuyển thủ U22 Việt Nam còn khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền. Chứng kiến tình huống chơi bóng long ngóng của cậu học trò, ở phút thứ 83, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã quyết định rút Hoàng Văn Khánh rời khỏi sân để nhường chỗ cho Quế Ngọc Hải. Quan sát những trận đấu vừa qua của Sông Lam Nghệ An, tất cả đều nhận thấy phong độ của Hoàng Văn Khánh đang sa sút thảm hại. Gần như chắc chắn, cầu thủ quê Tân Kỳ Nghệ An sẽ không có mặt trong đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam. Theo danh sách được truyền thông vừa đăng tải, huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập trung vệ Hoàng Văn Khánh. Điều đó cũng đồng nghĩa giấc mơ khoác áo của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup vẫn còn dang dở với cầu thủ mang áo số 5 của Sông Lam Nghệ An. Kết thúc mùa giải 2018, bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng sẽ đáo hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An. Gánh nặng nơi phòng ngự của đội chủ sân Vinh sẽ dồn lên vai của Hoàng Văn Khánh. Cho nên, người hâm mộ xứ Nghệ có lý do để lo lắng khi phong độ của cầu thủ mang áo số 5 đang xuống dốc không phanh.